Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Xin chúc cho quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và con chào ông Hai. Hôm nay có nhân viên trở lại đây được gặp ông Hai ngoài vườn rất là đẹp. Nhờ ông Hai chia sẻ đôi lời về Phật pháp năm Thìn. Năm nay là một năm rất là khổ sở, có nhiều diễn biến xảy ra. Hôm nay nhờ ông Hai chia sẻ vài lời với cô chú anh chị mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả anh em đồng đạo xa gần kính mến, hôm nay hữu duyên gặp lại anh em làm YouTube. Vậy tôi xin kể lại cái thời gian trôi qua khoảng 200 năm đã diễn ra từ cái dạo khi cái buổi mạng hạ bắt đầu cho đến nay, để anh em đồng đạo biết được, để trao tâm dưỡng tánh tu hành, để đến ngày lập nguyên chúng ta trở thành người hiền, có mặt đời thượng cổ dự hội long hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy tôi xin trình bày với tất cả anh em đồng đạo như thế này. Đó. Mà trong anh em đồng đạo chắc có lẽ cũng biết phần nào phải không? Vào năm 1800 trở gì trước đó, cái cuộc chiến tranh ở trên cái thế giới này, cái số người, cái khoa học nó chưa có văn minh, cho nên khi chiến tranh đó là chỉ bằng gươm giáo cung nỏ, cho nên cái cuộc chiến đó khi ra chiến trường thì quân sĩ hay hoặc tướng đã chết mà thôi đó. Thì lúc đó cái tâm địa con người cũng là hung dữ rồi, nhưng mà cái người hiền còn nhiều, cái người dữ thì ít. Nó lần lượt tới năm 1900, kính thưa với anh em đồng đạo xa gần quý mến, bắt đầu từ năm 1900 thì khoa học tiến bộ văn minh, nó chế ra vũ khí nào là liên thanh đó, đặng bắt đầu nó gây chiến tranh. Và con người đó, khi khoa học tiến bộ thì con người lại là đạo đức xuống cấp, cho nên nó chư thần tuần giảng trong cái thế giới này đó, ghi tội ghi phước dưới cái miền trần gian này, thấy tội lỗi chúng sinh bắt đầu dấy loạn lên quá dữ, cho nên về tâu với Đức Ngộ Hoàng Thượng Đế, ngài xét qua tội của chúng sinh thì quá nhiều và đang dần ở cái đà tiến đến tội lỗi, không có lo còn tu niệm, đạo đức xuống cấp, kể cả cái nhân đạo cũng suy đồi, cho nên Đức Ngục Hoàng ngài muốn như phụ tư, thì Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, cho nên ngài tâu với Phật, ngài xá tội cho chúng sanh để Phật lãnh dạy trần để tu niệm trọn lại số người hiền đức. Khi mà buổi hạ quân tàn để dự hội long hoa có mặt đời thượng cổ, thì tiếp theo đó các vị xuống, tôi xin kể cho đồng đạo xa gần như sau. Các vị Phật đã biết trước, cho nên nó đầu tiên vào năm 1835 tới 1556 đó, thì ông Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Thiêm, ông xuống ông Hòa đời nhà Lê Chú Trịnh đó. Thì cái thời đó đó là chưa có tới cái thời kỳ về Đức Phật giáo hóa, nhưng mà ngài đã xuống tiên tri trước, ngài viết sấm Trạng Trình, ngài nói cơ cuộc diễn ra như sau đó, thì đến ngày nay đó, nó diễn ra đều đúng hết. Cái đoạn này để sau khi cái clip này xong, tôi sẽ giải một vài đoạn của ông Trạng Trình cho anh em đồng đạo nghe. Đó thì khi mà cái cuộc đời biến chuyển, các vị Phật và lãnh dạy trần rồi xuống chờ trần dạy rồi đó, thì đầu tiên đó là xuất hiện Đức Phật Thầy Tế An. Ngài xuống và mở cái đạo Bửu Sơn Kỳ Hương vào năm 1949. Thì ngài dạy, ngài nói cơ cuộc rất nhiều về cái cuộc biến chuyển của buổi hạ quân, nào là thiên tai, chiến sự, dịch bệnh. Cho nên ngài viết giảng cũng rất nhiều, dạy chúng sanh nào là tu nhẫn nhục rồi tu tịnh độ, rất nhiều pháp môn. Và tóm tắt đó thì ngài có viết một bài kệ như thế này. Ngài diễn tả cái buổi nó sắp tới đó, là ngài nói bây giờ còn giấu chi đâu, thời gian sắp đến không lâu mà chờ, năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, năm mèo tháng mẹ chưa buồn, năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy ủ quên, trung ương rồng lỗ mê hèn thay phơi. Thì khi mà 1849 ngài viết cái bài đó rồi, cho tới ngày hôm nay đó, thì anh em đồng đạo thấy nó diễn ra coi như nó đúng hết, và còn nhiều nữa. Thì đến năm
856 ngày dương lịch. Thì đến năm 1901 và 02 thì xuất hiện ông Sư Giải Bán Hoa. Nghĩa là ông xuống ông dạy đạo được 2 năm. Và ông cũng cho biết cái buổi hạ quân này cũng sắp tàn, trái hạ quân sắp rụng và những câu ngài viết ngài nói như sau: cuộc đời nay đã hết rồi, mùa nam thì gió bắc, đông thì gió tây, bây giờ nói cho già trẻ đặng từ, ráng mà tu niệm thì khỏi đường đau binh. Hay là Thì theo ông hai như vậy, trong cái buổi hạ quân này thế giới chiến tranh như vậy, có phải là cái thời kỳ này nó kết thúc để cho cái thế giới chiến tranh nó xảy ra nhiều cái chuyện mà lũ lụt chiến tranh là động đất sóng thần? Theo ông hai biết á, trong ông Sư Giải Văn Khoai cũng có những cái lời nào mà chia sẻ cho bà con không ông hai? thì ông Sư Giải ông nói qua hai cái câu tôi vừa đọc, và còn tiếp diễn nữa là cái ông ngài nói là cuộc đời nó đã hết rồi, mùa nam thì gió bắc, đông thì gió tây, hay là nói cho già trẻ đặng từ, ráng mà tu niệm khỏi đường đó, bởi vì ngài nhận định là cuộc chiến tranh nó sẽ tới. Rồi còn nữa, cũng như là mái trời mở hội đăng hoa, 13 tháng 9 trời ra một đêm, trời chiều mây lặng gió êm, giờ phan trời mới hiện lên rõ ràng, điềm hiện ba sắc tam quan, sắc đỏ sắc vàng lại với sắc trong, nói cho già trẻ đặng từ là để ráng mà lo tu niệm, lập công bồ đức, sống đời thượng quân thánh đức. Thì ông Sư Giải Bán Khoai ông viết giảng 11 hồi, trong đó cơ cựu rất nhiều cũng nhận định như Đức Phật Thầy Tá, hay hoặc là những các vị khác, chứ cũng không dư không thiếu, nhưng mà văn tự thì dùng chỉ khác văn thôi. Đó, thì ngài chỉ có giảng đạo dạy đời được có 2 năm thôi, thì sau đó ngài khuất vợ, không ai biết ổng đi đâu, mà cũng không biết ngày viên tịch của ông Sư Giải Bán Khoa ngày nào đó. Thì liền đó tiếp theo đó, thì đến năm thì liền đó tiếp theo thì bà con thấy đó, cái thế giới bắt đầu văn minh nó tiến bộ lên rồi đó. Thì cái năm 1914, thằng Anh, thằng Đức, thằng Pháp, ba thằng này vì cái tham vọng bá chủ hoàn cầu mà nó đã chế được cái vũ khí liên thanh rồi, cũng còn thô sơ mà nó đã liên thanh rồi đó, thì bắt đầu nó khởi lên đệ nhất thế chiến, tính nó quánh nó lấy hết cái châu Âu nó chia đó. Đó thì khi nó thất bại đó, thì già nó cứ kết cuộc cái vào năm 1918, khởi 14 mà tới 18 là kết thúc cuộc đệ nhất thế chiến. Như vậy trong thế giới này đó, vì dịch bệnh với lại với bom đạn lạc rồi đó, vì dân vì quân nó chết tổng số đó là 19 triệu người, và vào cái năm 1918 thì tới năm 1939 thì Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài lâm phàm mượn xác để khai sáng của đạo Phật của giáo Hòa Hảo. Thì khi ngài khai sáng của đạo Hòa Hảo thì đầu tiên ngài nói cái câu này trước, cái bài cái sấm dẫn quyển một á, mở câu đầu là hạ quân nay đã hết rồi, phong ba biến chuyển đổ về gia ca, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong tầng hạ nhộn nhạo xiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não. Vậy thì từ đây, tức là ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão, là nó khổ não ải từ đó. Thì ngài cũng nhận định nghĩa là cái cuộc chiến tranh tàn bạo tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, thì cái đệ nhị thế chiến nó khởi ngay chăng năm năm 1939. Thì Nhật Đức Ý nó là theo cái phát chủ nghĩa phát xít, gọi là trục tăng cường, thì nó kết hợp lại đó, đạo nó đụng với đồng minh, thì như vậy đó bắt đầu nó khởi chiến đó. Thì nó quấn từ năm 1939 tới năm 1945, thì đồng minh đó là Mỹ nó đem bom lại, nó dội ở đảo Okinawa có những 2 trái bom nguyên tử, thì Nhật đầu hàng. Ở ngoài thì thằng Đức bị Liên Xô quấn dại, thằng Ý thất bại hen, cho nên trục tăng cường nó thất bại, thì kết thúc chiến tranh đệ nhị thế chiến vào năm 1945. Và tổng số trên cái trái đất này là vừa dịch bệnh chết đói rồi bom đạn nó chết, tổng số là 85 triệu người. Thì bà con xét thấy cái kinh hồn không, cơ của các ngài nói ra nó hiện hết nó, cho nên tôi nói ra đây cho bà con xét lại đi, rồi ráng mà lo tu nghe, để thôi nó trễ nó uổng lắm, cái thời kỳ nó mỏng rồi. Và tôi xin kể tiếp cho bà con nghe như thế này: khi đệ tam thế chiến ở đệ nhị thế chiến dứt rồi đó,
thì tới Việt Nam mình là bị nội chiến, chiến tranh hai miền Nam Bắc. Như vậy từ năm 1954 đến năm 1975 thì mấy ông cách mạng quân đội của Bác Hồ đi giải phóng chế độ cũ và Mỹ đó, chứ còn Mỹ ngụy đó thì nó chạy gì nữa. Thì cái cuộc chiến đó đó Việt Nam mình ba miền Bắc Trung Nam chết tổng số là khoảng 5 triệu người. Mà chưa dừng tại đó nữa, khi cái đệ nhị khi mà cái cuộc chiến Việt Nam vừa giết được thì bà con biết không, kế ở trên Campuchia là cái đám Pol Pot, là cái mặt trận của Trung Quốc nó tàn á, và khi nó giải phóng cái chế độ Long Non ở trên Campuchia rồi thì nó đi tới cái mức diệt chủng, nó diệt cái dân số của Campuchia nó có 7 triệu dân mà nó diệt 3 triệu, 3 triệu rồi thì nó tràn xuống Việt Nam mình ở chùa Bà Chúc, nó giết mấy ngàn người thấy không, thì Việt Nam mình buộc phải lên trừ khử, nó kéo quân lên thì sang bằng cái đám Pol Pot nó tiêu diệt hết. Thì khi mà cái Pol Pot nó đã thua trận rồi đó thì dân Pol Pot nó còn lại 4 triệu người, cho nên mới còn duy trì nó giống tới bây giờ, nếu không mà để Trung Quốc thì nó giết hết rồi. Thì liền đó đó cái thằng Trung Quốc á, nó thù hận mình là giết đàn anh của nó đó, mặt trận Pol Pot đó, thì năm 1979 nó kéo qua nó đánh Việt Nam mình thì nó chết 30.000 quân, rồi nó chạy về nước, nó tính là nó dễ ăn Việt Nam mình lắm. Ông Đặng Tiểu Bình ông tiên đó 4 năm đó ông Đặng Tiểu Bình làm chủ tịch nước, nó là sáng ăn cơm Hà Nội chiều ăn cơm thành phố Hồ Chí Minh, dạy cho Việt Nam bài học, nhưng mà cuối cùng là nó thua thảm bại, nó thua nhục nhã. Cho nên á, tôi có nghe đại anh đó tôi nghe thất cười lắm, nó nói không biết ai dạy cho ai bài học đó, thì cái thế giới nó còn cười Trung Quốc ha. Thì cũng chưa dừng tại đó, tôi kể hết cho bà con nghe, nó ly kỳ cái cuộc 200 năm xảy qua không phải là đơn giản. Và tiếp theo khi mà cái trận chiến giữa mà Việt Nam và Trung Quốc xong rồi đó thì tới cái năm 1208 cái tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc nó động đất một cái chín chết 90.000 người Dữ dằn. chưa thôi nhé. Rồi tiếp theo nữa là cái gì, thì ven biển Thái Bình Dương năm 2011 không 2014 một trận sóng thần chết 220.000 người đó, thì cơ giản để đó bà con thấy không, nào là lũ lụt chiến tranh thiên tai gì có hết trơn đấy không, nó hiện ra hết. Tại vì lâu lâu mình gặp một lần, thời gian đấy tháng mình gặp một lần anh không sợ, chứ nó dồn dập vậy còn cái gì. Thì tiếp theo tới năm 2011 thì thằng Nhật lại bị 19.000 cũng do sóng thần đó. Và từ dạo đó tới giờ thì bà con thấy đó, liên tục không dừng. Tiếp theo là năm 2000, ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì anh Liên Xô á, anh kéo quân qua anh đánh cái thằng Ukraine, cho tới nay là 2 năm lẻ mấy tháng, thì cái số quân đội của Liên Xô nó đã chết là 550.000 người rồi và bị thương cả cả triệu người. Đó là do cái những cái tình báo của các cái nước và nó nghiên cứu gì về chiến tranh á, nó báo lên của Anh, Pháp, Đức rồi đó. Còn Ukraine thì nó chết ít hơn, bị gì đó thủ, cho nên nó chết 250.000, bị thương khoảng 500. Đó mà chưa tính dân thường nha. Còn cái đất nước Ukraine bây giờ bà con biết đã cả một cả ngà cả trăm mấy không biết có mấy trăm cái thành phố mà nó trở thành gạch vụn á. Cái ông Liên Xô này ông toàn á, ông quýnh đó, hạ tầng cơ sở trường học gì bệnh viện gì ổng khấu bừa bãi, ổng không có kể đạo đức gì hết đó. Cho nên cái thằng Liên Xô thằng Putin này nó quá ác độc đó. Thì bây giờ đó cái cuộc chiến Liên Xô và Ukraine nó đang dữ dội rồi, còn mà có yên đâu. Tiếp theo thì cái cuộc chiến giữa Israel và Palestine tức là Hồi giáo Hamas đó, thì cái chỗ này Đức Thầy có nói cái đoạn này nè. Đức vừa Phật thầy Tây An ngày nói năm mèo tháng mẹ chưa buồn, năm mèo tháng hợi lỵ tuôn dần về, mình ở đây mình không thấy đó. Nhưng mà con mà xét thấy cái ngày ta thì thấy rõ ràng, thì ngay chân cái tháng 10 tức là cái tháng hợi năm ngoái đó, năm 23 nửa đêm cái thằng Hồi giáo Hamas mà nó cầm quyền ở Palestine nửa đêm nó kéo qua cái xe nó bắn 5.000 quả tên lửa, như vậy dân của Israel nó chết 1.400 người. Thì liền đó ông tổng thống Netanyahu của Israel ông tức quá, ông mới khởi binh ông quấn lại, thì ông diệt cái đám Hồi giáo, ông diệt cái đám Hồi giáo Hamas tới nay chết gần hết rồi, thủ lĩnh gì nó chết nhóc hết trơn, quân đội chết không biết. Còn cái số dân đó, bà con biết không, cái số dân này chết là 37.000 người, lớp chết đói lớp chết khóc ròng như mưa,
cho nên phán mà hội mà Lý Thu dành về là ở tại cái nước Palestine, thì nó hiển ra câu nào cũng có hết, nhưng mà các vị Phật và Bồ Tát nói cả cái thế giới này chứ không nói riêng của Việt Nam ha, cho nên mình ở tại đây ha, mình không có thấy hết được, cho nên kẻ tin người không á. Đó rồi như vậy đó, thì bây giờ nó chiến tranh ở Trung Đông đó, tức là của Palestine với Israel, nó lại bùng phát lên dữ dội nữa, tức là thời gian qua đó, thì cái thằng thủ lĩnh của Hezbollah mà nó cầm quyền ở Iran đó, nó bị ám sát, thì nó nghi là do Israel ám sát, cho nên cuộc chiến bây giờ nó chuẩn bị leo thang, nó chuẩn bị nó tấn công thằng Israel một dập này nữa, bị gì lần trước nó đã tấn công là khoảng 200 quả tên lửa và máy bay không người lái, nhưng mà thằng Israel nó đã nổ trên trời không à, cho nên thời gian rồi nó ngán nó không có dám, nhưng bây giờ nó là ám sát thủ lĩnh, nó tức giận thành ra nó chuẩn bị cuộc chiến tới nữa, cho nên thế giới nó chuẩn bị nó nghi đó, nó bình luận nó có thể là đệ tam thế chiến xảy ra. Còn riêng tôi đó thì tôi nói với bà con như thế này, tôi đã xem qua nhiều cái thời gian của các vị Phật và xuống giải trần á, và các ngài cũng cho cơ cuộc thì cuộc chiến ở châu Âu đó không kéo đến cái đệ tam thế chiến, mà đệ cha tam thế chiến là do ở vùng châu Á này khi nó khởi nó làm hết. Thì bây giờ đó tôi xin nói về châu Á, và các ngài cũng nhận định Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài có nói gió Á mưa Âu bùng sấm dậy, hải hùng chinh chiến xé sâu nhau, bầu trời trở lại màn u ám, khắp cả chúng sanh nhuộm máu đồ, hay là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề một bên, hay hoặc là năm châu nổi sóng một khi, luồng bay khói tỏa tử thi như bờ đó, thì cái cuộc diễn biến tới nó còn tới nữa. Và ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài nhận định như thế này, cái cuộc đời mà khi nó tàn của bụi hạ quân này, nó cháy nó rụng là cái bụi kêu bằng tiêu diệt đó, thì nó diễn ra đó là ngài nhận định là khi nào anh Trần Quốc anh khởi binh trước, cho nên cho cái bà Lý Tam Châu nó ngài có viết ngài nói Tam Châu hữu ngạn lụy nhỏ xa đó, cái câu đó nó Tam Châu hữu ngạn nó tức là ba cái châu ở bên cái phía tây mặt của dòng sông, ngạn là sông, thì cái xã Châu Phú, cái huyện Châu Phú, cái tỉnh Châu Đốc phải nó nằm bên kia của sông Hậu không, đó là phía mặt, thì ba cái địa danh của cái chỗ đó xã với huyện với Châu Đốc nửa sau là nguy hiểm lắm, vì cái đường của miếng suốt đó. Rồi câu này nói trước mà ra sao nè, thập bát chư ban động căn qua, dương gian mãnh thú trừ tà ác, lê thứ hộ lai khổ thiết tha, tầng ban hậu hạn tiên dư luận theo, ngài nhận định là tầng ban tức là nguyên đó nó sẽ khởi trước. Tầng ban hậu hạn tiên dư luận, Nam quốc lương giang kiến linh xa, hồn hoa đô hộ lương giang quý, dư đảng dọc ngang cấp ba mà. Đâu mà thôi sẵn nói bữa nay đó, thời gian nó còn rộng để tôi giải cái chỗ này cho bà con được biết, cái chỗ mà dư đảng dọc ngang cấp ma ha đó, chỗ này khó hiểu phải không? Ta nghĩ sao kỳ, dư đảng tức là ý muốn nói là những cái đảng côn đồ cướp giật rồi gì mà ta sẽ cấp ma ha đại đảo đó, vì cái chỗ khác đó, thì các ngàn có nhận định là nó chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu, cái chừng đó nó diễn ra kinh hồn khiếp với cái thằng ăn cướp nó cũng quay đầu nó, cho nên dư đảng dọc ngang cấp ma cấp ra của tu hết trơn, cái ý đức thầy nói vậy phải không? Ra thành rồi cái chỗ khác ngài nói như thế này nè, còn một đoạn mưa tầng nắng sở trải qua rồi diệt dở quá ha, thế gian sẽ biết sánh tài, bế bồng con dại hát bài khải cả đó, cho nên ngài nhận định là khi nào anh Trần Quốc và thằng Trung Quốc nó khởi chiến ở cái vùng Đông Nam Á mình thì cuộc đời nó sẽ tận luôn. Đó là lý do làm sao, là cái nguyên nhân cái miền Nam Việt Nam mình là cái vùng đất địa linh, cái vùng đất coi như là vùng thường thường người ta nói vùng đất Phật đó, là địa linh nhân kiệt, mà lại nhằm một cái long mạch Việt Nam hình thể con rồng đó, thì khi cuộc chiến đó, mà anh Trần Quốc đó, là cái cuộc này nó đơn giản bởi vì việc dở mà quá hay, chứ sao có nhân định trước nó sẽ yếu xìu mình nhờ Trung Quốc gì à, chống lưng thôi chứ mình nói là sao nó chống gỡ mình phải không, thì khi nó kéo xuống quánh nó vô tình nó gây cho kinh thiên động địa chấn động cái long mạch, cho nên cái chỗ này Đức Thầy cũng có nhận định trước, ngài nói lầu đài núi cấm lộ ngay này nó khởi chiến nó gây động ở long mạch thì nó mới lộ núi cấm, hai hoặc là Đức Thầy sấm giang thì lộ bản giờ chư nhu khắp chốn xa gần đến thiên
chỉ thi gần chữ sầu bi. Thì khi mà cái lầu đài núi Cấm Lộ ra rồi đó, thì bà con có biết cơ giảng các ngài nhận định có nói đó, là nào là cái đời này thì bằng lưu ly hổ phách xà cừ, có cột cờ cao chọc trời, trên cột cờ thì có một cục ngọc khổ lưng chiếu sáng năm châu, thì năm châu nó thấy động lòng tham nó mới sang qua để nó giành. Thì khi mà cái lầu đài lộ rồi đó thì ông Tứ Thánh ông có nhận định, ông nó qua liền năm nước chợt đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông, là mới cái buổi đầu đó, cái năm nước gần nhất nó qua trước, ra trước thì tiếp sau đủ 18 nước. Thì cái chỗ này Đức Thầy cũng có nói, nó là ngài nói đó, 18 nước làm hội đồ sơn, đầu non giao chiến Nam Mô trên tài, thì nó quấn nhau như vậy đó, bất phân thắng bại, nghĩa là thằng nào cũng quyết nó chiếm cho được cái đền vua ở núi Cấm, bị nào là núi Đồng Đen, đền thì bằng lưu ly hổ phách, cho nên nó quấn nhau đẫm máu. Cái chỗ này hay ngài nhận định ớn lắm, có chỗ thì các vị Phật ngài An Giang nhiều chỉ chẳng là Phật ghi phải chịu nhiều lần khó tin ảnh hưởng tới cái tỉnh An Giang dữ lắm luôn, nhất là cái đồng mà lớn mà của An Giang mà đối diện trước mặt núi Cấm á, cái chỗ đó đó Đức Thầy ngài nói như thế này nè, ngài nói nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chơi, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho xế sự lẫy lừng nặng ta đó. Thì cuộc chiến nó diễn ra đây, nó chết chóc không thể tả nổi. Thì cho đến khi nào đó, mà các nước đó, nó quyết lòng nó giành, nhưng mà nó không thắng được, đúng không? Cái lòng tham nó càng ngày nó càng lớn lên, thì cái lúc đó cái lòng tham nó án đi cái lý trí của đó, nghĩa là con người mà kêu bằng nó là tham cái gì đó thì trở thành si mê đó, thì bắt đầu nó mới chơi tới bưng tận. Thì nó tính rằng nó xuất cái chiêu sát thủ này, nó bắn mấy nước kia chết hết rồi thì nó còn sống, nó hưởng cái gì phải không? Nhưng mà không ngờ khi nó bắn mấy người kia cũng bắn, thì cái thế giới này nó tận luôn, không ai được hưởng, nó chết sạch chơi đó. Cho nên khi mà nó bắn bom nguyên tử thì cái đợt sấm thứ hai nổ 3 tiếng, thì làm cho con người đê mê bất tỉnh, súng đạn không còn là nổ nữa, xe không chạy, máy bay không chạy được. Cho nên ông Tư Thánh ông có nhận định cái chỗ này, ông nói trời ơi sao biến ba, xe kia biến chạy tại hai xe này, súng sau biến nổ không chừng. Chư ban thập bát ngẫm ngẩn ngơ đó. Thì đó cái cuộc chiến của người phàm kết thúc khi bom nguyên tử nó nổ và 3 tiếng sấm nổ. Thì cái lúc đó cái lầu đài quý báu ở trên cái lầu cái đền Bửu Sơn Kỳ Hương đó là nó mới rõ ràng hết. Thì bốn ông thẻ sau đó đó đá nó chảy bằng hết, mà đất thì bằng vàng không, chứ nó không còn có như mà thời buổi mặt hạ tàn ác này đó. Thì cái cuộc chiến người phàm chấm dứt, ông vua đó đã ra đời, thì 36 vị hiền thần và các vị đại tiên mà dân lệnh là trên ngọc hư cung xuống để phò vua lên ngôi, lên không được rồi thì xuất hiện ra bàn môn tả đạo Ngũ Long công chúa, tức là cái câu mà người tà quái hạ quân gây ác chiến đó, nó lại ra nó tranh giành cái ngôi báu, bị gì quá quý mà. Thì các vị đại tiên và 36 vị hiền thần quấn không lại Ngũ Long công chúa và bàn môn tả đạo. Thì 36 vị hiền thần này, tôi nhắc lại cái chỗ Đức Thầy có nói là ta Long Hoa hội ân cần lo lập đó, lập cho rồi tam thập lục nhân, tức là 36 vị quan trung thần hồi xưa yêu dân mến nước, bây giờ trả lại phò vua Minh Vương cái thời buổi hạ quân này. Thì như vậy đó kéo dài thời gian đó, thì chết dữ lắm, chết luôn, bàn môn tả đạo nó giỏi lắm. Nó thả nào là thú dữ, khí độc, rồi khi đau bửu kiếm nó hại đời, nào là quá nước quá lửa thôi, vô số kể con người chết chứ không phải là thôi. Thì bắt đầu đó các vị Phật xuống sâu hết hết phần đào lưỡi công chúa và bàn môn tả đạo quy hàng rồi, thì ông Minh Vương ông mới lên ngôi về được. Thì cái chỗ đó đó qua một cuộc thai hồn đổ xác đó, những cái anh em đồng đạo nào mà tu đủ phước đức đến chừng đó được Phật dùng đó là phép màu để mà thai hồn được đó, thì có mặt đại thượng tổ dự hội Long Quang rồi. Thì cái chỗ này đó ông Ba Thế ông cũng nhận định, ông nói là mậu kỷ tam cõi đăng đài, thì con giáp này nó là mậu thân và kỷ dậu. Thì từ đây nè Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nhận định là năm rồng rắn ngựa dê khắp trong thế giới ê thay phơi, thì cái năm tỵ đó rắn núp dưới hang con ngựa chạy,
thì cái cơ cuộc của mình không dám khẳng định, vì các ngài cũng không nói ngày giờ nào cho nó chính xác, mà ngài chỉ nói vậy thôi, mà ngài viết cái chỗ mà rắn núp dưới hang thì bà con xét coi coi chừng hay chăng cái đầu 5 tỷ, và nó khởi cho bằng đệ tam thế chiến, thì nó kéo dài đến lúc mùa hè, qua năm giây đến lúc mùa hè, con ba tánh biết ai hữu chí, thì anh em ráng tu niệm đi, bà con bổn đạo xa gần nghe để mà ráng lo tu niệm để trở thành cái người hiền đức có mặt đời thượng cổ vị hội long hoa. Rồi bây giờ cái thời kỳ này bà con muốn tu tu pháp môn nào đó, để cho mau dễ thành mau đạt, phải không? Giờ nắng mưa cũng đều thay đổi hết, bây giờ thôi cái gần đây nhất này ha, bà con thấy không, hổng dài không, mưa mùa này mưa bất không hai mưa bất không, mưa lớn nữa chứ đó. Thì bây giờ đó trả lệ, nếu muốn tu mà cho kịp cái thời kỳ này là còn kịp. Đức thầy có nhận định cái chỗ này còn an ủi nè, ngài nói nếu để chờ sấm nổ vang thinh, nghe bá tánh ăn năn đã muộn vậy đó, bà con anh em là hồi trước bây giờ chưa có tu á thì cứ quay đầu đi còn kịp đó. Và tu có pháp môn nào thì ông thanh sĩ đó ông cũng có dạy, và cái thứ nhất đó thì cái thầy dạy là làm tròn nhân đạo, giữ vạn tứ ân và chừa thập ác, tức là giữ cái thiện đó. Rồi tiếp theo đó thì ông thanh sĩ cũng nói như thế này, ông nói 84.000 pháp vào thời kỳ mã kiếp dễ tu có một môn niệm a di đà phật, Sáu chữ thôi thầy. niệm a di đà phật, bởi vì câu văn dần ngài viết như vậy, mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng niệm biến mất, niệm phật một lòng thành, được sanh vào phật quốc nha. Và cái cách mình tu đó là mình phải chấn chỉnh cái tư tưởng của mình đó, ngài nói như thế này nè, và nó tất cả tấm lòng thành đều gồm vào một niệm phật, khi niệm ấy phát vang lên nghe rền trong trời đất đó, ha, phải tập trung cái tư tưởng lại rồi thì bắt đầu đó. Thì vọng niệm các cái nó đều tiêu tan hết đó, thì mình nó là sân về Phật quốc. Nếu mà tội lỗi phiền não tiêu hết đó, thì nghĩa là chỉ một niệm quát nhiên thôi thì thấy rõ tam thế Phật, tức là mình thấy được cái cảnh thật á, tức là mình sanh vào cảnh thật nó vậy. Cho nên thì hôm nay tôi trao đổi với bà con cái cuộc diễn biến từ năm 1914 là cái đệ nhất thế chiến cho tới ngày hôm nay, bà con thấy cái số chết nó diễn ra như vậy. Cho nên cơ cuộc các ngài đều nói ra đúng hết. Đó, rồi bây giờ tôi trả lời nè, tôi hứa là tôi giải sấm ông Trạng. Thì bây giờ tôi trả lời tôi giải hai cái đoạn sấm ông Trạng để cho bà con thấy đó. Là trước đó là chưa có cái gì ra mà nói qua cái lập ngôn nha, mà ngài đã là nói trước rồi. Có một đoạn ngài viết như thế này, ngài nói cửu cửu càn khôn vĩ định, thanh minh thì tiết qua tầng, trực đáo dương đầu mã dĩ, hồ binh bát dạ nhập tràng an. Nên mà thời kỳ là ngài xuất hiện là vào năm 1500 ba mấy hả, gần như 40 đi, đâu khoảng đó hả, 40 50 gì trở lại. Thì hỏi gì chứ ngài nói đó, thì tới cái năm mà ông 1954 đó nó mới diễn ra, thì cái thời kỳ đó đó khi mà Nhật Đức Ý nó tan rã rồi đó, Pháp nó bị thằng Nhật đánh, nó trả lại Việt Nam cho mình độc lập rồi đó, thì miền Bắc thì Bác Hồ nắm chính quyền, miền Nam này đó thì ông Bảo Đại, thì ông Bảo Đại là dòng vua con cháu của ông Gia Long. Thì bữa nọ ông Bảo Đại đó ông đi qua Pháp dự, Pháp nó mời ông qua bển dự, thì bên đây ông Ngô Diệu ông đảm trách trước phế Bảo Đại suy tôn Ngô Diệu, thì ông Bảo Đại ông lưu vong luôn, thì Ngô Diệu lên làm tổng thống được 9 năm, nó ứng giữa cái chỗ cũ đó. Thì khi ông Ngô Diệu làm tổng thống 9 năm tới thời kỳ đó ông đi đọc tài, cho nên nó các ông Dương Văn Minh rồi Nguyễn Khánh rồi đó tổ chức đảo chánh ông, thì ông Ngô Diệu chết. Hồi lúc đó phản chú không chết, tới chừng mà bị đảo chánh là trả quả chết tuốt ha. Rồi thì ông Nguyễn Thiệu lên ngồi tổng thống chính như vậy, hai lần chính, tức là cửu cửu càn khôn vĩ định, thanh minh thì tiết chia qua tòa. Thì cái lúc đó thằng Mỹ nó viện trợ cho chế độ cũ đó, mà nó thấy không xong rồi nó mới bỏ vào tiết thanh minh, tức là vào tháng 3 tháng 4 năm 1975 đó, thanh minh thì tiết qua tàn, thì bắt đầu cái chế độ cũ bỏ chạy.
khi bỏ chạy rồi đó, tại vì gắn bắt đầu ông Thiệu đi rồi, giao cho ông Trần Hương giao lại cho ông Dương Minh đầu hàng, thì bắt đầu đó quân đội Bác Hồ đó, vô mà giải phóng thủ đô Sài Gòn đúng có 80 ngày, là cái chỗ ứng với cái chỗ là cửu cửu càn khôn dĩ định thanh minh thì tiết qua tàn trực đó, dương đầu mã dĩ hồ binh bắc dạng nhập tràng an ha, nó chữ cửu cửu 29 đó, rồi dương đầu mã dĩ thì cái đầu và mùi đuôi và ngõ đó, quân đội Bác Hồ vô giải phóng thủ đô Sài Gòn đúng 80 ngày quân, bà con thấy có sơn dịch không, ngày ghi ký tới cái giờ cái số quân không? Sao không 81 ngàn ha, đúng 80 ngàn đó. Thì qua một cái này là con chạm nó cái ngay băng đọc cái giật mình, rồi tiếp theo là cái chỗ này ổng ô hô thế sự tạo bình bồng nam bắc hà thời thiết lộ thông nhược đãi ưng lai sư tử thượng trình ngư hải ngoại quyết lưu hồng, nghĩa là ô hô thế sự tạo bình bồng đến khi nào cái thế giới nó không còn vững, tức là hiện giờ đó bà con thấy phải nó không vững, nó không còn vững nữa, nào là chiến tranh thiên tai đủ thứ dịch bệnh đó, nam bắc hà thời thiết lộ thông cách đây 500 năm làm sao mà có con lộ bắc nam, bà con sẽ thấy là phải không, lúc đó làm sao có con lộ bắc nam, nhưng hiện bây giờ nó hiện ra con lộ bắc nam mà ngài nhận định à, nam bắc hà thời thiết lộ thông, tức là nhận định cái con đường sắt xe lửa này nè khi thông xe, nam bắc hà thời thiết lộ thông tức là con lộ nó là thông xe, nhược đãi là chờ đợi ưng lai, nó chờ đợi cái gì, chờ đợi con chim ưng gặp lại con sư tử, nhược đãi ưng lai sư tử thượng kình ngư hải ngoại quyết luôn không, thì con chim ưng đó là chỉ cho Mỹ, sư tử là chỉ cho Trung Quốc, bị quốc quy của nó đó, quốc quy của Mỹ là con đại bàng, con của Trung Quốc nó là con sư tử, nó sẽ đánh nhau bằng trà phạt chiến, tức là kình ngư là phạt chiến ở biển Đông nước thành máu nó vậy, cho nên ngài nói cái này thì nó chưa tới nhưng nó hiện ra, mình giờ mình thấy con lộ, nhất là con lộ Bắc Nam nó sắp sắp xong xe rồi, nó sắp tới rồi đó. Đó, cho nên hôm nay tôi kể đến đây đó là rốt hết những cuộc diễn biến ra, gần như là nó, tôi kể hết 95%, nó còn có sót đi chăng chút đỉnh nó diễn biến như vậy là bà con cũng thấy đó, thì bà con ráng tiếp tục lo tu lên đi, thì cũng như bây giờ mình hạ thủ công phu ngay cái pháp môn tịnh độ đi cho nó nhanh và nó dễ tu, gần đây không lâu nữa nếu muốn tu là phải tinh tấn và cố gắng nhanh lên nó mới kịp. Quá bận chỗ đó Đức Thầy có khuyên người rèn sớm dài lâu hơn, còn mình nó mới vô phải ráng cố gắng lên để cho nó đủ cái phước đức, còn nếu giải đãi là không kịp ấy. Có thể nói tôi nói không chừng mà thí dụ chừng ít sáng nữa thôi là không kịp, bởi vì hiện giờ thì chưa nè, chừng nào sấm nổ thì rồi đâu có còn cái gì nữa, thì ngài nói câu nói này đó, nó cũng đồng với cái chỗ đó là sấm giang thì lộ bản vàng, nhưng như khắp vốn xa gần đến thế, ngài thí dụ như chiếc chiếu manh cái sự thật ra cái chỗ đó không phải là chiếc chiếu đâu, nó là một cái đền vua quý báu ngọc ngà châu báu mới đông rồng thao nó mới vô nó dành nhé, chứ còn con chiếc chiến manh mà nó vô nó dành chi, nó làm gì nhé. Thì cái cuộc chiến sau này bây giờ tôi nói với bà con này, như thế giới hiện giờ các cái nước nó coi về địa chiến tranh á, nó đoán là cuộc đệ tam thế chiến có thể bùng nổ giữa Nga với Ukraine với Israel với Iran rồi, nhưng mà tôi nói không, tôi không tin là chừng nào cái nước không cống quá lâu nó mới đi tới cái chỗ giành giật cái chỗ đó, chết chóc để làm cái chiến tại đó đó, thì cái chiến banh giành giật là ngay cái chỗ đó, mượn cái chiến banh mà nói thôi. Thì cảm ơn ông Hai đã chia sẻ, bà con hiểu được thì nên tu gấp gấp. Thì lời cuối cùng này, ông Hai có cái lời nào để mình kết thúc cái video này để cho Thì nó đẹp không ông Hai? trước khi tạm biệt tất cả anh em YouTube đồng đạo kính mến, thì tôi có lời cầu chúc cho tất cả anh em cộng đồng mạng, anh em YouTube và tất cả anh em đồng đạo gần xa, nghĩa là có được luôn luôn có được cái sức khỏe tinh tấn trên con đường hành đạo để lo tu cho kịp cái thời kỳ bước sang cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức có mặt long qua,